Oprah phỏng vấn Justin Bieber, tin tổng hợp. Oprah Winfrey phỏng vấn ngôi sao nhạc pop Justin Bieber về sự nghiệp của anh. Cuộc phỏng vấn diễn ra trước khi chia tay với bạn gái Selena Gomez. Bieber tâm sự về chuyện khó kiếm những giây phút riêng tư. Bieber nói với Winfrey, đôi khi chúng tôi cũng có không gian riêng, nhưng tôi không bao giờ để cô ấy một mình bởi vì tôi không muốn cô ấy có cảm giác tôi xấu hổ vì cô ấy. Tôi đã thấy nhiều gã làm vậy, đặc biệt là trong công việc, họ muốn bị cô gái nhìn thấy, vì vậy họ cho cô ấy đi xe riêng, rồi họ làm đủ mọi chuyện. Nếu được riêng tư, chúng tôi sẽ riêng tư cùng nhau. Bieber cũng nói về việc lớn lên trong sự theo dõi của công chúng và người hâm mộ. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại cửa hàng Ralph Lauren, New York. Cuộc phỏng vấn của Oprah với Justin Bieber sẽ được phát sóng trên kênh Oprah Winfrey Network, OWN, vào Chủ nhật 25 tháng 11 tới đây.